Rồi sang chiếc áo trắng trên con đường đầy lắm. Đừng sang chiếc áo trắng trên con đường phía trước, mang theo niềm vui phù phép mau tin bao dung. Tấm áo chưa đựng lòng biết ơn. Cuộc sống có những lúc rất căng tin nhân ái. Hãy đón lấy ánh mắt những nụ hồng tươi sáng. Mong sao trẻ thơ gặp thật nhiều và tiếng yêu thương. Thầy hát hay quá. Thầy đẹp trai hát hay quá. Là một vì sao chiếu soi tương lai, lòng thành dòng sông cuốn trôi muôn phiền, để em vui ca hát bao buồn vui thoáng trên mặt em. Vì những cuộc sống mưu sinh lo toan muôn phiền, áo trắng chỉ là niềm mơ. Đêm em nằm mơ ba tiếng hiện ra và biến phép màu cho em, xua tan nhọc nhằn và ban áo trắng tương lai. Người sang chiếc áo trắng trên con đường đến lớn, bừng sang chiếc áo trắng trên con đường phía trước, mang theo niềm vui phù phép mau tin bao dung. Tấm áo chưa đựng lòng biết ơn. Cuộc sống có những lúc rất căng tin nhân ái. Hãy đón lấy ánh mắt những nụ hồng tươi sáng. Mong sao trẻ thơ gặp thật nhiều và tiếng yêu thương. Xin chào thầy Quang. Dạ, em chào ba vị giám khảo và tất cả quý vị khán giả ở đây. Bé My hôm nay có đi phải không? Dạ, bé có. My với bà ngoại và cả cô hiệu trưởng phải không ạ? Con mời bà ngoại, mời My và mời cả cô lên đây cùng với thầy Quang nha. Con gái ơi, trong lớp bạn nào chơi thân nhất với con? Dạ, bạn đó tên là Khánh Vy. À, bạn nói bạn thích con ở điểm nào? Bạn thấy con như vậy, bạn không có sợ nên bạn chơi với con. À, đấy, con thấy không? Có nghĩa là như thế này, các bạn không có chơi với mình là vì các bạn nó còn nhỏ, các bạn không có hiểu ha? Thì cũng có một bạn Vi, bạn ấy hiểu con. Bạn nó lớn rồi đó, có nghĩa là lớn lên sau này sẽ có người hiểu con. Cái quan trọng hơn hết không phải là gương mặt hay là hình hài này của mình đâu, mà là mình học có giỏi hay không, mình có ngoan hiền, có hiếu thảo hay không, và mai mốt ra đời mình sẽ làm được những gì cho mọi người, đúng không con? Dạ. Nha, kể từ ngày hôm nay hứa với chú Thành là mình sẽ không bao giờ buồn vì những lời nói đó nữa. Ai nói mình coi như mình không nghe. Được chưa? Dạ, con hứa. Hứa nhau nha. Ok. My rất là giỏi và cũng rất là hiểu chuyện. Vân cũng muốn hỏi thăm Quang một chút về hoàn cảnh của Quang hiện nay. Hoàn cảnh thì cũng khá là khó khăn. Thì trong cái quá trình công tác tại trường á, thì 3 năm đầu tiên thì em chỉ là hợp đồng thỉnh giảng của trường thôi. Những cái công việc và hỗ trợ cho trường thì em cố gắng em hỗ trợ về cái phần bảo trì, sửa chữa và cộng thêm trực đêm tại trường, giúp cho em có cái khoảng ngoài để em cố gắng em học tập tốt và dạy tốt hơn. Hoàn cảnh của thầy cũng còn khó khăn, cũng còn thiếu hụt, nhưng mà thầy lại đến đây để hỗ trợ cho gia đình của bé My. À, thầy thấy Thảo My là một người rất là dễ thương, rất là ngoan, và đặc biệt hơn nữa là một người rất là dũng cảm. Và chú Kyle nghĩ là quan trọng là mình lúc nào cũng biết mình là ai, tự tin, và mình làm những điều ý nghĩa, mình bỏ qua cho các bạn mà không hiểu mình, vì sớm muộn họ cũng sẽ hiểu thôi. Be strong, bro. Yeah, I'm trying. Thông qua bài hát vừa rồi là thứ nhất là Kyle muốn nói là thầy Quang là một người cũng rất là dũng cảm hát, có giọng hát rất là bay bổng, và chọn một bài hát đúng với một cái chủ đề về tương lai, về cái sự vươn lên.
Mà Kyle tin chắc rằng là trong tương lai Thảo My sẽ trở thành một người rất là tốt và là một con người rất là hiểu biết vì đã trải qua rất là nhiều khó khăn lúc nhỏ. Cảm ơn Kyle. Đấy là Kyle thấy là tốt thôi, chứ còn tôi thì tôi lại có như thế này. Tôi là có cảm tình cực kỳ với lại ông thầy. Phải gọi là oppa à. Oppa, rất là đẹp trai hả? Đúng không? Tôi đang ganh tị giùm cho người phụ nữ sắp tới sở hữu được anh. Sao lại sắp tới, nhiều khi có rồi sao? À, có chưa anh, có chưa, có ai chưa? Dạ cũng đang quen. Rồi xong. Hết rồi, hết rồi. Mấy em ơi, hết cơ hội rồi. Tôi thấy một số khán giả nữ mới đang ngồi. Hết rồi. Giờ Thảo My với